Xin chào quý vị và các bạn. Hiếm có một mẫu xe nào khi ra mắt phiên bản mới mà nhà sản xuất lại mang đến 19 sự thay đổi. Và Toyota Yaris này là một trong những ngoại lệ. Đứng cạnh tôi đây là chiếc Yaris thế hệ mới 2019, vừa được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về nước cách đây khoảng tầm 10 ngày. Và trên xe thì mang rất nhiều những thiết kế mới, những công nghệ mới. Tôi sẽ chỉ ra cho quý vị và các bạn 19 điểm khác biệt giữa mẫu Yaris thế hệ này so với thế hệ trước đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Điểm khác biệt đầu tiên mà tôi muốn nói đến ở đây đó chính là kích thước của xe. Yaris thế hệ mới này được thiết kế với chiều rộng là 1730 và chiều dài là 4145mm. Với những số đo này thì Yaris thế hệ mới chúng ta sẽ có một khoang không gian nội thất rộng hơn. Và dĩ nhiên rồi, cái cảm giác về xe cũng sẽ trường hơn so với Yaris 2018. 4 điểm khác biệt tiếp theo về chiếc Yaris này so với Yaris 2018 nằm hoàn toàn ở cụm thiết kế phía trước của chúng ta. Điểm khác biệt thứ nhất đó là về mặt ca lăng. Một chiếc mặt ca lăng cỡ lớn được sơn đen bóng và những cái vân này nổi hẳn lên tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là mạnh mẽ. Điểm khác biệt thứ ba nằm ở cụm đèn này, cụm đèn chiếu sáng. Chúng ta sẽ được trang bị thêm một số công nghệ mới, ví dụ như bật tắt đèn tự động hoặc là chế độ đèn chờ dẫn đường. Điểm khác biệt thứ tư chúng ta sẽ nằm ở cái giải đèn LED này, một giải đèn LED ban ngày theo đúng tiêu chuẩn của thị trường châu Âu. Điểm khác biệt thứ năm chúng ta sẽ nằm ở cụm đèn sương mù, khi được thiết kế vuốt lên hình chiếc lá tạo cái vẻ mềm mại cần thiết, trái ngược hoàn toàn với cái mặt ca lăng mạnh mẽ này, và đó chính là điểm nhấn. Hai sự thay đổi tiếp theo sẽ đến từ phần thân xe. Điểm thay đổi thứ sáu nằm ở chiếc la răng này, một chiếc la răng dạng phay cắt 16 inch, rất là thể thao. Điểm khác biệt thứ bảy đến từ tay nắm cửa, một chiếc tay nắm cửa mạ chrome cao cấp, sáng bóng và cực kỳ lớn. Với chiếc tay nắm này, khi chúng ta có động tác nắm cửa và mở cửa, cá nhân tôi thấy cực kỳ chắc chắn và mạnh mẽ. Cũng giống như phần đầu xe, phần đuôi xe Yaris này cũng mang tới 4 sự khác biệt. Điểm khác biệt thứ 8 sẽ nằm ở cụm đèn hậu, khi được sử dụng 100% đó là đèn LED, cho tốc độ phản hồi nhanh hơn rất nhiều so với đèn halogen dạng thường. Điểm khác biệt thứ 9 sẽ nằm ở phần anten vây cá, một chiếc anten dạng thể thao, và dĩ nhiên nó sẽ rất đẹp hơn so với cái dạng anten cột trước đây. Điểm khác biệt thứ 10 nằm ở cảm biến. Yaris thế hệ này đã được trang bị thêm hai cảm biến lùi, giúp việc lùi xe của các bạn trở nên khá dễ dàng. Điểm khác biệt thứ 11, một điểm khác biệt mà hầu hết mọi người không để ý, chính là nằm ở vị trí đèn sương mù phía sau. Đèn sương mù phía sau này hiện tại chỉ còn tính năng phản quang, chúng ta không thể bật sáng, là điểm thay đổi thứ 11. Điểm khác biệt thứ 12 đến từ khoang nội thất của xe. Khi xe được thay đổi hoàn toàn về chất liệu ghế, trước đây thì Yaris sử dụng ghế nỉ và hiện tại bây giờ chúng ta đã có những chiếc ghế da cao cấp. Điểm khác biệt thứ 13 nằm ở bảng điều khiển trung tâm với hai giải mạ bạc táp lô cho xuống tận cuối tay kệ tì tay. Điều này giúp cho cái sự bề thế trên Yaris được thể hiện rất rõ trong thiết kế nội thất của mình. 4 điểm khác biệt tiếp theo sẽ nằm ở hệ thống an toàn, một trong những hệ thống chúng ta ít để ý nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Thứ nhất là 7 túi khí. Thứ hai là hệ thống cân bằng điện tử cũng đã được trang bị trên chiếc Yaris này. Tiếp theo nữa là hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giúp cho các bạn không bị trôi dốc và có thêm 3 giây để chúng ta chuyển từ chân phanh sang chân ga. Điểm khác biệt thứ 17 sẽ nằm ở phần chống trộm và mã hóa động cơ. Trước đây thì Yaris bản cũ chỉ được trang bị mã hóa động cơ mà không có thiết bị chống trộm và báo động, nhưng Yaris lần này thì đã được cải tiến thêm. Hai sự thay đổi cuối cùng mà tôi muốn nói đến ở đây đó chính là màu sắc ngoại thất và giá bán. Trước đây thì Yaris 2018 có tất cả 5 màu ngoại thất, và hiện tại Yaris đã tăng con số của mình lên 7 màu với sự bổ sung 3 màu mới, đó là màu xanh nõn chuối đứng cạnh tôi đây. Chúng ta có thêm màu cam ánh kim và cuối cùng chúng ta có thêm một màu đen. Trong khi đó thì màu xanh nước biển trên phiên bản cũ đã được lược bỏ. Tổng cộng hiện tại Yaris có tất cả 7 màu sắc và với giá bán tương tự như nhau. Điểm khác biệt cuối cùng chính là nằm ở phần giá bán. Hiện tại Yaris phiên bản G này chúng ta chỉ có một mức giá bán duy nhất là 650 triệu đồng, áp dụng trên toàn quốc và chưa bao gồm các chương trình khuyến mại. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu qua với quý vị và các bạn
về 19 điểm thay đổi trên mẫu Yaris 2019 so với phiên bản 2018 trước đó. Mọi thủ tục mua hàng, trả góp và tư vấn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline bên dưới để được trợ giúp. Xin chào và hẹn gặp lại.